Rồi với lại cái chiếc máy tính của chúng ta hôm trước để cho các bạn làm giao diện rồi. Như vậy thì mình sẽ xử lý cái nút bấm này như thế nào là tiện nhất, nhanh nhất. Thì chúng ta sẽ xử lý một số cái. Thứ nhất là layout. Thì để mà sử dụng được layout đơn giản á, tại vì lúc nãy thầy chấm thầy thấy các bạn sử dụng layout quá phức tạp để tạo ra được một cái đối tượng. Như vậy đối với lại bài này, nếu mà bạn nào đã nghiên cứu về phần layout thì chúng ta sẽ sử dụng cả cái máy tính này là một cái dạng border layout. Phía trên chữ Casio và chữ kết quả mình đưa nó vô một cái panel. Đưa nó vô một cái panel. Và mình set cái panel này cho cái border layout là phía bắc. Nguyên cả cái bảng các con số và các cái nút ở phía dưới mình đưa vô một panel. Và trong cái panel này mình set cho nó là grid layout 5 4. Và mình đẩy hết tất cả các nút vô. Và mình set cái panel đó vào cái border layout là center. Như vậy nó ra cái máy tính này. Này mình làm khá là đơn giản về layout. Như vậy tí nữa phần code layout thầy sẽ code lại phần layout này cho các bạn. Bây giờ mình sẽ có các cái nút. Như vậy ở đây khi mà các bạn xài nút thì mỗi hồi nãy thầy thấy là các bạn đưa mỗi nút một cái button riêng cũng được. Còn không thì bạn đẩy các cái nút đó tất cả vô trong một cái mảng giống như thế này. Đó, bạn đẩy chung vô một cái mảng. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái mảng có các cái dòng, bốn dòng. Mình để chung hoặc hàng ngang cũng được, còn mình để vậy cho nó dễ thấy cũng được, chỉ là liệt kê thôi, giống nhau. Rồi các bạn tạo ra các cái nút ra. For. For tạo nút. Và ứng với mỗi cái button thứ y thì new button ra. Và thêm cái listen SN cho nó, tức là thêm sự kiện cho nó. Set font, set border và thêm cái nút đó vào cái G panel nút hết. Và thầy đang sử dụng cái border layout là center, tức là nguyên cả cái panel mà chứa các nút này thầy đặt nó là center của nguyên cả cái máy tính là border layout thì nó sẽ ra cái máy tính. Và bây giờ xuống đây chúng ta sẽ xử lý sự kiện của tất cả các cái nút xử lý. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta chạy thì chuyện gì xảy ra. Chúng ta nhấn nút 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đến 0 thì nó sẽ hiển thị lên đây cho thầy. Được chưa? Lên cái chỗ này. Và khi chúng ta nhấn cộng trừ nhân chia thì chúng ta lấy cái kết quả mà hồi nãy mới vừa bấm á, gán vô một cái số đầu tiên, số thứ nhất. Rồi sau khi mình nhấn cộng trừ xong mình lại nhấn số thì nó lại thêm vô đây. Và nếu như chúng ta nhấn dấu bằng thì nó lấy cái đoạn mà thêm phía sau đó vào cái số thứ hai và lấy số thứ nhất tính toán cái số thứ hai. Như vậy thì khi mình nhấn vô 1 hoặc 2 hoặc 3 thì mình cộng cái mà mình mới vừa nhấn đó vào đây để cho nó nối thêm vào. Mình nhấn số bao nhiêu thì nó nối thêm ở phía sau. Rồi, như vậy thì nhiệm vụ của mình là như vậy. Bây giờ mình sẽ xử lý. Mình có là với cái ký tự mà được nhấn, ký tự được nhấn, mình cho nó lưu ở trong một cái string đi. String ký tự được nhấn mình sẽ bằng e chấm get action comment đó. Mình xem thử nút nào được nhấn và nó trả về cho mình là 1, 2, 3 hoặc là cộng trừ hoặc là SQRT hay gì đó, tức là nó sẽ trả về cái string này.
Và mình sẽ xử lý cái stream này bằng cách mình sử dụng là skkt ký tự. Vậy mình sẽ có nút gì? Nút 0,1,2 cho đến 9. Đó. Và thầy có số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8, 9. Đây, tất cả các nút này khi nhấn đều xử lý giống nhau. Vậy ở trên này chúng ta khai báo cho thầy một số cái biến toàn cục. Mình sử dụng double đi ha. Double số phẩy số 1 phẩy số 2. Để tí nữa mình lưu. Rồi một cái nữa là toán tử. Để mình biết được là toán tử của mình đang tính là cộng trừ nhân chia. Cần gì nữa không? Số kết quả. Rồi tí nữa cần gì thì mình khai báo tiếp. Bây giờ ở chỗ này, mình cần phải có một cái chuỗi để giữ cái đoạn mà mình bấm phím á. Như vậy chỗ này mình sẽ có một cái chuỗi S đi ha. Chuỗi S. Như vậy S lúc đầu mình sẽ gán bằng rỗng luôn. S lúc đầu mình gán bằng rỗng. Và chỗ này S sẽ cộng bằng KT. Nếu như mình nhấn các số từ 0 đến 9 thì S cộng bằng KT. Sau đó mình sẽ lấy cái tri kết quả, tức là relabel kết quả chấm set test, để mình thấy được cái mình đang bấm là gì. Rồi, việc của mình đang xử lý các nút từ 0 đến 9. Mình chạy lên lại coi. 1, 2, 3, 6, 9, 0. Được chưa? Như vậy mình xử lý các nút từ 0 đến 9 khá là đơn giản. Đó, khá là đơn giản. Các nút từ 0 đến 9 thì S cộng bằng KT, tức là S bằng S cộng á. Mình đến Java 3 rồi thì mấy cái này chắc không vấn đề đúng không? S cộng bằng là xong nhiệm vụ của các nút từ 0 đến 9. Rồi tiếp tục, nếu như mình nhấn nút dấu cộng hoặc dấu trừ hoặc dấu nhân hoặc dấu chia thì làm gì? Mình đang nhấn số ngon lành ha. Nếu như mình nhấn cộng trừ nhân chia thì mình sẽ lấy số 1 bằng double chấm bạc double của g kết quả, tức là cái mà mình đang nhìn thấy trên màn hình, chấm getTest. Lấy nguyên cái chuỗi đó, chuyển vô cái số thứ nhất. Và mình lấy cái g label kết quả chấm setTest KT, tức là để cho người ta biết là mình đang nhấn cái gì. Rồi, chạy đến đây. 1, 2, chia. Như vậy thì ở chỗ này, các bạn, chỗ này nè, nó bị lỗi chỗ này nè. Số kết KT. KT này là gì đây? String.
S. S của mình hồi nãy là cái gì? Là string luôn đúng không? Vậy sao bị lỗi được? Bị lỗi chỗ nào? Này nó là lỗi chuyển kiểu rồi. Rồi mình coi lại khi nào nó lỗi nha. 1, 2, chia. Rồi bấm dấu chia nó lỗi. Số bằng, số 1 bằng. Rồi vô đây mình debug coi. Tại sao nó lỗi? Set test. Số mình để double đúng không? Số 1 của mình double mà. Double. Mình cho double hoa luôn đi. Số 1 double hoa. Chia. Debug lên xem nào. 1, 2, chia. Dấu sẹt. Ở đây là nó chưa bị lỗi nè. KQ của mình. KT là dấu sẹt. À, rồi hiểu. Tại vì mình để default này làm gì? Tại mình để default nó chạy xuống nữa ấy mà. Tại vì chỗ này mình thiếu press phải không? Cho nên là nó nhảy qua cái lỗi luôn. À. Rồi ok. Tại vì mình làm mà mình không có press chỗ đó. Rồi. Ok. Đơn giản ha. Rồi quay trở lại, mình sẽ sử dụng, nếu như mình xài dấu cộng. Nhìn nha. Mình xài dấu cộng thì sẽ làm gì? Nếu dấu cộng. Hả? Nổ. Cộng rồi, dấu bằng chứ. Dấu bằng. Nếu dấu bằng to press đi chứ không để quên. Dấu bằng thì việc thứ hai mình làm. Rồi. Chỗ này, à chỗ này mình thiếu một cái toán tử nữa. Như vậy cái đoạn này mình sẽ lưu cái toán tử này lại. Toán tử nó sẽ bằng KT. Để tí xuống đây mình mới biết là mình đang muốn làm gì. Rồi số thứ hai mình sẽ lấy cái số mà mình đang gõ ở trên, gán qua số thứ hai. Và muốn biết là cộng hay trừ, hay nhân hay chia, thì mình phải dựa trên cái toán tử này. Vậy muốn giữ dựa trên toán tử thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh switch toán tử. Nếu như toán tử bằng dấu cộng thì số bằng số 1 cộng số 2. Nếu toán tử bằng cộng. Ok. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ viết cho toán tử trừ, nhân và chia. Nếu chỗ này trừ thì xuống đây chúng ta trừ. Nếu nhân thì xuống đây chúng ta nhân. Nếu chia, tắt nhạc giùm thầy, xuống đây mình chia. Lít chuột phải, format. Rồi, như vậy thì ở chỗ này tùy các bạn. Nếu các bạn muốn cái máy của mình nó hoàn thiện thì các bạn có thể check chỗ này. Nếu số 2 bằng 0 thì thông báo DP0. Còn không mặc định, nó lấy chia ra thì nó ra cái kết quả infinity cũng được. Nếu bạn muốn xử lý cũng được. Rồi mình xem thử nào. Sau khi chạy xong cái lệnh switch key này thì chúng ta sẽ di kết quả chấm set test. Set test số
nhớ cộng thêm một cái chuỗi nha. Chứ nếu mà bạn set cái kết quả này số 0 là nó sẽ bị lỗi á. Tại vì cái lệnh set test của chúng ta sử dụng kiểu chuỗi. Mà bạn cộng cái số này, bạn đưa cái số này không á thì nó lỗi. Còn không thì mình làm gì? À, string.value of. Mà làm vậy nó dài dòng. Thì thôi mình lấy số cộng với khoảng nháy kép như vậy là xong. 12 cộng 2 sai cái gì? Cộng chưa nhấn. Sai cái gì? Sai cái gì? Đố bạn nào biết thầy đang bị sai gì? Tại sao mà thầy nhấn dấu cộng rồi mà nó vẫn nhảy tiếp? Tại sao sao thầy nhấn dấu cộng trừ nhân chia rồi thiếu cái gì? Thiếu gì nè? Thiếu số 1 mình đã khi nhấn vô dấu cộng cái s của mình nè, mình chưa gán chữ về rỗng, cho nên cái s nó vẫn mang cái s cũ. À, s của mình chưa gán về rỗng, cho nên tại vị trí này s nó vẫn lấy giá trị cũ. Rồi 1 2 cộng 2 bằng 14, nó vẫn lấy giá trị cũ. Và mình set cái s đài bằng rỗng thì nó mất cái giá trị cũ đi. Rồi, như vậy một máy tính cơ bản chúng ta đã viết xong. Và những bạn mà đã viết rồi thì xem lại code giúp cho thầy. Cái đoạn code của thầy viết phần này khá là đơn giản. Đó. Nếu như bạn có thể thì bạn gom luôn cái này lại giúp thầy. Lấy toán tử bỏ vô trong. Bỏ vô trong này luôn. Lấy toán tử bỏ vô đây luôn. Thì cái xích cây này không cần nữa. Thử nghiên cứu coi. Làm sao bỏ xích cây này luôn. Bởi vì cộng thì cộng, trừ thì trừ, nhân thì nhân, chia thì chia. Là chính nó đó. Vậy làm sao? Làm sao để thay luôn cả cái lệnh xích cây này luôn? Thì cái đoạn code của mình nó sẽ gọn lại tí nữa. Rồi, nếu như chúng ta muốn xử lý tiếp, ví dụ như là thầy xử lý cho chữ C đi. Chữ C. Nếu chữ C thì làm gì? Mình sẽ reset hết những cái biến mà mình có. Ví dụ như Z kết quả, mình sẽ set test cho nó thành số 0. Ví dụ như vậy. Rồi số bằng số 1 bằng số 2 bằng 0. Rồi S gán bằng rỗng. Rồi kết quả và toán tử gán bằng rỗng. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nào? Số 1, số 2 gán bằng 0 nó không chịu bởi vì nó là kiểu double. Còn gì không? Như vậy khi mình nhấn chữ C thì nó sẽ reset lại. Ví dụ 12 nhân 5 bằng 60, nhấn chữ C. Hả? Bị gì nữa? Chưa press vào. À, chỗ này lại thiếu press. Để nó nhảy xuống dưới. Rồi. Rồi tiếp tục các bạn lại xử lý các nút khác. Ví dụ bạn xử lý nút gì? Nút 1/x. 1/x. Ví dụ mình xử lý nút 1/x. Như vậy thì chỗ này mình sẽ lấy số bằng
bằng double chấm phạt z kết quả chấm get test. Làm gì nữa? Số chia bằng số bằng số chia không được, không được, số bằng một chia chia số, sau đó làm gì? Get set test ra lại. Còn nếu mà bạn nào muốn gọn thì làm một phát một thôi, số cộng. Rồi như vậy mình đã xử lý xong một chia x. Ví dụ 5 một chia x, đúng không? 1/5, 1/5 lần nữa. Rồi phần trăm xqrt thêm vào. Khá là đơn giản đúng không? SQRT. SQRT thì tương tự như cái này, copy đi cho nó nhanh. Số bằng, rồi chỗ này số bằng SQ được không? SQRT. Có không? Làm sao để xài được cái SQRT này? À, match chấm, ok. Match chấm SQRT double của số. Rồi xong, set số ra lại. Ví dụ 9 căn bằng 3 phần trăm trừ, nếu mà gặp dấu trừ thì làm gì? Gặp dấu trừ làm gì mấy em? Gặp dấu trừ rồi, trừ bị đụng trừ bên kia rồi, trừ là đụng trừ rồi nha. Đó, lúc mình thể hiện thì không sao, nhưng mà lúc vô xích khay là bị đụng rồi nè. Đó, như vậy chỗ này là cộng trừ chứ hả? Cộng trừ đúng không, chứ đâu phải trừ đâu. Đó, à rồi, cộng trừ, nếu như nhận được cộng trừ chứ không phải trừ, do mình sai. Như vậy chỗ này là nếu nhận được cái dấu cộng trừ thì làm gì? Thêm gì nào? Làm gì ta? Ép kiểu hoặc là, à, thêm dấu trừ phía trước thôi. Ok. Rồi mình đừng có làm chỗ này dài dòng mất công, phức tạp đúng không? Đây mình làm vậy đi. Z kết quả chấm set test. Bạn nào mà thấy hơi bị ngợp thì nói nha. Z kết quả chấm get test, còn không là bạn append vô cũng được. Rồi phía trước này cộng thêm dấu trừ vô. Đó, cộng thêm dấu trừ vô phía trước. Có gì hấp dẫn? 12 trừ nhân 2 bằng mấy? Trừ 24 đúng mà. Hả? Rồi nhắn vô trừ nữa là nó sai. Đúng không? Vậy thì làm sao? Nhân âm 1 thì đừng làm vậy, đúng không? Thì tại vì mấy bạn đang nói ý kiến là cứ thêm dấu trừ vô phía trước thì thầy làm cho các bạn thấy. Có sao đâu. Rồi ok, sai thì sửa. Rồi chỗ này sai, sửa bằng cách nào?
số bằng số nhân bằng âm 1. Vậy thôi. Đúng không? Số nhân bằng âm 1, chạy lại. 12 trừ trừ lần nữa, trừ vô tư. Được không? Làm đi đừng sợ sai, sai sửa. Làm gì có chuyện lập trình ra đúng hết liền. Rồi. Phần trăm xử lý đi nha. Ok, như vậy code của mình khá là đơn giản các bạn. Bài máy tính. Bạn nào thử giúp cho thầy bỏ luôn cái chỗ này giùm cho thầy cái là ok nè. Hả? Toán tử cộng là cộng mà trừ là trừ. Bây giờ không có xích khay luôn. Mình lấy cái toán tử đó mình bỏ vô biểu thức tính luôn. Được không? À, cải tiến nha.